chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gạy mái dòm và uống dòm. Tại vì các bạn biết sao không? Những người gác mái dòm này nè các bạn, chỉ giao cho mình và chỉ cho mình cách vận hành và nhập quy cách cho thôi. Còn uống công hay không là do mình uống lâu thì mình sẽ nắm được cái độ dày của tôm. Cũng có nhiều loại tôm các bạn, tôm dẻo nè, rồi tôm cứng nè, tôm mỏng cũng như tôm dày. Mình phải chỉnh bằng cái cây áp này nè các bạn. Tấm tôm với công theo ý muốn của mình là từ 45 độ hoặc là 90 độ. Mình cũng nhiều lần uống thất bại các bạn ơi. Rồi mình mới rút ra được những cái kinh nghiệm. Cũng như tôm năm gem bây giờ nè, ở chỗ xưởng mình á thì mình thường uống là áp 125, còn tôm ba gem á mình chỉ uống áp 65 thôi nghe các bạn. Còn nhập vô đây á thì tùy theo các bạn, các bạn muốn uống ba tấc á thì các bạn nhập 30 là ba phân á là các bạn nhập 10 đường, còn nếu mà 4 phân thì các bạn nhập 40 10 đường là sẽ ra một tấm tôm công đẹp lắm nghe các bạn. Để mình uống thử một tấm cho các bạn coi nha. Đây là một cách uống đó các bạn, rất đơn giản nhưng mà có độ cong đẹp lắm nha. Mỗi khi mà mình uống ra một tấm tôm á mà những anh thợ á với lại mấy anh mà làm nhà đó sử dụng thấy đẹp á, mấy ảnh hay lại kêu mình uống y như vậy đó, cảm thấy mình cũng vui lắm các bạn. Bởi vậy mình rút ra những cái kinh nghiệm sau những lần mình thất bại á, mình uống không có cong á, rồi mấy người kia cứ lại phàn nàn mình á, thì mình chia sẻ cho các bạn. Đó các bạn thấy không, cái độ cong này là cái độ cong vừa phải nè, lập lên rất là đẹp, tại vì mình uống nhiều chứ lắm rồi. Đó, nếu mà các bạn thấy cách của mình á hay, các bạn hãy vào xem video ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.